Tin bóng đá hôm nay, Atletico Madrid có thêm tiền đạo mới. Barca chuẩn bị đón bom tấn mang tên Antoine Griezmann. Romelu Lukaku sắp rời khỏi MU đến Inter. Công Phượng lên đường sang Bỉ kiểm tra y tế. Hà Nội suýt chiêu mộ Quaresma là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Chưa dừng lại với Joao Felix, Atletico Madrid còn chiêu mộ nốt một tiền đạo khác của Benfica là Ivan Saponzic với giá 8 triệu euro. Atletico vui mừng thông báo đã ký xong hợp đồng 3 năm với Saponzic từ Benfica. Dù cả hai đội bóng đều không tiết lộ mức phí chuyển nhượng cho tiền đạo 21 tuổi nhưng truyền thông Bồ Đào Nha khẳng định nó rơi vào tầm 8 triệu euro. Saponzic là một tiền đạo thiên về sức mạnh khi cao tới 1,92m và sở hữu kỹ năng đánh đầu, làm tường khá hoàn thiện. Trong trường hợp Diego Costa và Antoine Griezmann nhiều khả năng ra đi thì Saponzic sẽ cung cấp thêm một phương án mới trên hàng công cho huấn luyện viên Diego Simeone. Bên cạnh Alvaro Morata và tân binh Joao Felix, Saponzic gia nhập Benfica từ tháng 1 năm 2016 nhưng chỉ được sinh hoạt trong đội về. Mùa 2017-2018, anh được đem cho đội bóng Bỉ là Junti Waregem mượn trước khi quay trở lại Benfica B vào mùa trước. Saponzic vẫn chưa thể ra mắt đội một Benfica nhưng đã ghi được 8 bàn sau 40 lần ra sân cho đội về. Đến với Atletico, Saponzic nhiều khả năng cũng phải làm quen với băng ghế dự bị. Tuy nhiên, cơ hội cho anh thể hiện ở Madrid là rất lớn khi mà huấn luyện viên Diego Simeone rất ưa chuộng những tiền đạo có thể chất tốt và có thể chơi độc lập. Barca chuẩn bị đón Antoine Griezmann. Tờ Mundo Deportivo cho biết Barca sẽ trả phí giải phóng hợp đồng trị giá 120 triệu euro của Antoine Griezmann với Atletico vào ngày mai. Hiện tại, tiền đạo người Pháp đã từ chối di chuyển cùng Atletico đến Los Angeles Real San Rafael để chuẩn bị cho tour du đấu trước thềm mùa giải 2019-2020. Nếu Barca không trả phí giải phóng hợp đồng của Antoine Griezmann vào cuối tuần này, thì điều đó đồng nghĩa với việc anh đã tận hưởng hết 30 ngày nghỉ hè và sẽ phải trở lại tập luyện cùng Atletico. Thậm chí, Atletico có thể đưa ra án phạt nội bộ dành cho tiền đạo người Pháp nếu không tập trung đúng hạn, bất chấp việc chiếc áo số 7 của anh đã được trao cho tân binh Joao Felix. Romelu Lukaku sắp rời MU. Nguồn tin ESPN tiết lộ Romelu Lukaku đang rất khao khát được rời MU trong mùa hè này. Tiền đạo người Bỉ không muốn ở lại và giành vị trí chính thức dù được huấn luyện viên Ole Gunnar thuyết phục. Giám đốc thể thao của Inter, Piero Ausilio đã đáp chuyến bay đến Manchester để đàm phán chính thức với MU về thương vụ chiêu mộ Romelu Lukaku. Trước đó, tờ Gazzetta dello Sport cho biết tiền đạo người Bỉ đã đạt thỏa thuận với Inter. Sky Italy đưa tin Inter sẽ đề nghị bản hợp đồng mượn trong 2 năm cùng điều khoản phải mua Đức Romelu Lukaku với giá 70 triệu euro 63 triệu bảng. Tuy nhiên phía MU chỉ đồng ý bán tiền đạo người Bỉ nếu nhận được đủ 85 triệu euro. MU muốn sở hữu Milinkovic-Savic. Nguồn tin Sky Italy cho biết MU chuẩn bị đưa ra lời đề nghị đầu tiên dành cho Milinkovic-Savic trị giá 80 triệu euro. Tuy nhiên chủ tịch Claudio Lotito của Lazio chỉ đồng ý để tiền vệ người Serbia ra đi nếu nhận được 100 triệu euro và không có ý định hạ giá hơn nữa. Hiện tại Lazio vẫn nắm quyền quyết định tương lai của Milinkovic-Savic vì hợp đồng còn thời hạn đến năm 2023. Trong khi đó, tiền vệ người Serbia cũng muốn ra đi nhưng sẽ không nổi loạn để được toại nguyện. Anh cũng sẵn sàng ở lại đội chủ sân Olympico thêm một năm nữa. Tài năng của Milinkovic-Savic đã được kiểm chứng và hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho MU so với những mục tiêu khác như Bruno Fernandes, Sporting Lisbon, Sean Longstaff, Newcastle hay Mario Lemina Southampton. Juventus sắp hoàn tất thương vụ De Ligt. Tờ La Gazzetta dello Sport tiết lộ Juventus đã tăng giá hỏi mua De Ligt lên 67 triệu euro. Đây là bước nhảy vọt của đội chủ sân Allianz so với lần đề nghị trước đó là 55 triệu euro cộng với biến phí cách đây không lâu. Dù vậy, Ajax một lần nữa kiên quyết từ chối Juventus với mong muốn nhận được con số 75 triệu euro. Nếu chấp nhận yêu cầu này, Juventus sẽ có thể ký hợp đồng với De Ligt trong vòng 48 đến 72 giờ tới. Nhà báo Andrea Perulla của tờ Sport Italia cũng tin rằng thỏa thuận giữa Juventus và Ajax sẽ được hoàn tất vào đầu tuần tới.
Trước đó Juventus đã đạt được thỏa thuận cá nhân với De Ligt bằng một bản hợp đồng 5 năm kèm mức lương có thể lên tới 12 triệu euro trên năm, bao gồm 8 triệu euro lương cố định và 4 triệu euro tiền thưởng tối đa. Thông tin này đã được siêu cò Mino Raiola, đại diện của De Ligt xác nhận trên tờ The Telegraph của Hà Lan. Man City bất ngờ nhảy vào thương vụ Bruno Fernandes. Tờ Daily Mail cho biết Bruno Fernandes đang rất muốn gia nhập MU để tìm kiếm thử thách mới và nâng tầm sự nghiệp. Tuy nhiên MU bất ngờ bị Man City ngáng đường ở thương vụ này. Nguồn tin Correo da Manhã tiết lộ Man City đã chủ động làm việc với chủ tịch của Sporting Lisbon, Frederico Varandas. Được biết, Man City muốn xây dựng mối quan hệ đối tác với Sporting Lisbon và mục đích chính là chuyển nhượng Bruno Fernandes. Theo đó, Man City đã ngay lập tức đưa ra lời đề nghị trị giá 45 triệu euro dành cho Bruno Fernandes. Tuy nhiên, Sporting Lisbon đã từ chối đàm phán với Man City và sẽ chỉ bán tiền vệ 24 tuổi nếu nhận được 70 triệu euro. Tờ The Mirror đưa tin, ban lãnh đạo Barcelona mới đây đã liên hệ với đại diện của Virgil van Dijk để tìm hiểu xem họ có thể chiêu mộ siêu hậu vệ của Liverpool hay không. Trong trường hợp Liverpool chưa sẵn sàng nhả van Dijk ngay hè này, gã khổng lồ xứ Catalan cũng không ngại chờ đợi. Cả Arsenal và Tottenham đều đã bày tỏ mong muốn được sở hữu tiền vệ Dani Ceballos của Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang định thanh lý Ceballos nên không điền tên anh vào danh sách dự giải giao hữu ICC. Huấn luyện viên Niko Kovac của Bayern Munich xác nhận ông rất muốn đưa tiền đạo Ousmane Dembele của Barca về Allianz Arena. Trước đây Dembele từng chơi bóng ở Đức trong màu áo câu lạc bộ Borussia Dortmund. Giới truyền thông Italia loan tin, nếu không mua được tiền đạo Romelu Lukaku của MU thì Inter sẽ chuyển sang phương án dự phòng là chiêu mộ chân sút Ante Rebic đang chơi cho Eintracht Frankfurt. Ngoài Inter, trong danh sách những đội bóng đang theo đuổi Rebic còn có cả Atletico Madrid. Đến với bóng đá Việt Nam, Công Phượng lên đường sang Bỉ kiểm tra y tế. Sáng nay 12 tháng 7, Công Phượng đã bay sang Bỉ để sẵn sàng cho cuộc kiểm tra sức khỏe vào đầu tuần tới. Trước khi chính thức khoác áo câu lạc bộ Sinh Xui Đừng, Công Phượng khẳng định vấn đề sinh hoạt, văn hóa hay dinh dưỡng tại châu Âu không có gì đáng ngại với anh. Bản thân Phượng cũng trải qua những ngày tháng tập luyện, thi đấu trong môi trường bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc nên cũng đã có kinh nghiệm xa nhà. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thành công ở Bỉ, đáp lại niềm tin, sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho tôi, Phượng nói. Nguyễn Công Phượng đã ký kết hợp đồng với Sinh Xui Đừng vào ngày 5 tháng 7 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh được Hoàng Anh Gia Lai cho mượn với thời hạn 1 năm. Hy vọng may mắn đến với Công Phượng. Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng kinh nghiệm trong những ngày tháng tập luyện, thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ giúp ích nhiều cho Phượng trong quá trình thích nghi với các đồng đội, với lối chơi ở câu lạc bộ Sinh Xui Đừng. Điều quan trọng là Công Phượng cần thay đổi tư duy chơi bóng một chút để có thể tìm thấy cơ hội của mình ở Sinh Xui Đừng. Thể lực, chuyên môn của Phượng tôi nghĩ là ổn và sẽ được hoàn thiện thêm khi được tiếp xúc với môi trường bóng đá phát triển như Bỉ, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bày tỏ. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nói, cơ hội ra sân của Công Phượng ở giải vô địch quốc gia Bỉ thời gian đầu chắc chắn sẽ không nhiều. Phượng cần chuẩn bị thật tốt và chứng minh năng lực trong những phút ít ỏi ra sân. Hy vọng may mắn sẽ ở bên Phượng trong lần thứ 3 xuất ngoại. Thành công của Công Phượng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá Việt Nam, giúp các câu lạc bộ, cầu thủ khác tự tin hơn trong việc ra nước ngoài khẳng định mình. Hà Nội suýt chiêu mộ qua S3. Mới đây, theo thông tin từ Fox Sports Asia, đương kim vô địch V-League suýt nữa đã có được chữ ký của tiền đạo đẳng cấp, từng thi đấu trong thành phần đội tuyển Bồ Đào Nha trong hành trình vô địch Euro 2016, Ricardo Quaresma. Trong bài viết sao chạy cánh Ricardo Quaresma được giới thiệu sang V-League thi đấu, tác giả cung cấp đầy đủ các thông tin. Truyền thông Việt Nam vừa đưa tin, Ricardo Quaresma đã được giới thiệu đến V-League một thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội, nhưng thời gian quá cấp bách nên phi vụ này đã lâm vào bế tắc. Ở một diễn biến mới nhất, siêu cò Oscar Solarsola đã gửi đến câu lạc bộ Hà Nội một email đề nghị chuyển nhượng với những từ ngữ rất thiện chí. Tôi xin giới thiệu cho câu lạc bộ bạn cầu thủ Ricardo Quaresma. Anh ấy hiện đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ cho câu lạc bộ Besiktas. Hiện tại, hợp đồng của Quaresma vẫn còn đến năm 2020. Nếu các bạn đưa ra lời đề nghị đủ sức hấp dẫn với Quaresma thì tất cả mọi việc sẽ rất ổn thỏa và phía Besiktas sẽ gật đầu.
U17 Thanh Hóa bất bại lên ngôi vô địch U17 quốc gia, chia điểm 0-0 sau 2 hiệp thi đấu chính thức. Trên loạt đấu súng định mệnh, U17 Thanh Hóa đã đánh bại U17 PVF với tỷ số 5-4, qua đó đăng quang ngôi vô địch. Điều đặc biệt, thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp lên ngôi vương bằng chiến tích đầy thuyết phục, bằng việc chưa từng thất bại trước bất kỳ đội bóng nào.